Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Tây Hành Kỷ. Trong tập trước, Tôn Ngộ Không đã bắt đầu đại náo thiên cung, đám thiên binh lao lên bao nhiêu thì bị đập cho tơi tả bấy nhiêu. Một gậy vung ra lại cho một đứa nằm ngã ngửa, buộc cho một tên kim cang phải xuất thủ. Tôn Ngộ Không thấy tên này xuất hiện liền vui mừng, cuối cùng cũng có một tên ra sáng. Hai bên đánh nhau vài chiều, sau đó lần lượt từng vị kim cang trong 8 đại kim cang của thiên giới cũng đồng loạt xuất thủ. Nhân lúc tên tiêu tử này bị Khổn Tiền Sách của Bạch Tịnh Thủy trói buộc, hai tên kim cang thân hình to con vạm vỡ lập tức lao lên định bón hành cho cậu. Đáng tiếc là bọn hắn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bay ra xa. Lúc này Tôn Ngộ Không đã trở lại bộ sang đại viên hồn, sau đó vỗ ngực gào thét. Nhớ lại lời sư phụ đã dạy, đối đãi người khác không thể quá bạo lực. Nếu đã như vậy, cậu sẽ nhẹ nhàng một chút. Hai tên to sắc nhanh chóng bị đánh bay đi. Sau đó cậu đẩy lui mấy tên kim cang còn lại rồi lấy ra kim cô bồng quầy một trận, đập phá vô số phi thuyền cùng kiến trúc của thiên cung. Làm xong chuyện, cậu cũng không quên khoe khoang bản thân chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thiên thần nào không sợ chết cứ nhào hết qua đây. Chứng kiến sự tức giận này, mấy tên thiên thần cũng thắc mắc. Chẳng lẽ yêu hầu đến là vì báo mối thù 300 năm trước? Bạch Tịnh Thủy kim cang cho rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không rõ ràng có vô số cơ hội để giết chết bọn hắn, vậy nhưng bây giờ lại cố tình gây chú ý. Bị khiêu khích trắng trợn, Quang Mục Thiên Vương không thể ngồi yên nữa, lão lập tức ra sân, đồng thời không quên tuyên bố hôm nay phải cho tiêu tử này nhìn thấy gầm thét của uy nghiêm thiên giới. Lão lấy ra pháp bảo của mình là nhiều chiếc trống, sau đó giáng một đòn công kích cực mạnh vào nó nhằm tạo ra một đợt sóng âm đẩy lùi cậu ta về sau. Tôn Ngộ Không nhanh chóng mỉa mai, cái được gọi là thiên giới gầm thét này không khác gì gió nhẹ thổi qua. Lúc này Đế Thích Thiên cũng lên tiếng, lão tỏ vẻ bộ dạng cao thượng, vốn là kỳ vọng cậu dùng thân phận đại yêu gia nhập thiên giới, tạo phúc cho chúng sinh. Đáng tiếc là tên này lại nhiều lần chống đối thiên giới, không biết hối cải. Cho nên lão phải trừng trị yêu hầu, cầm tù Tôn Ngộ Không cho tới vĩnh viễn. Cậu ta nghe vậy cũng không khách khí, bộ dáng của lão già này đúng thật là khiến cho người ta buồn nôn, có bản lĩnh thì đánh với nhau một trận. Nói rồi Tôn Ngộ Không cũng lao lên, tay cầm vũ khí định bổ nát đầu Đế Thích Thiên. Tuy nhiên lão già được gọi là Tăng Thiên Trưởng, Nam Phương tướng quân đã xuất thủ ngăn cản. Lão mở ra thiên cơ hợp, sau đó ném ra một kiện bảo bối. Nó huyễn hóa thành vô số con thiết tuyến phi tàm, mỗi con đều được nối với nhau bằng một sợi dây. Tất cả nhanh chóng bay xung quanh Tôn Ngộ Không, xếp thành một tấm lưới trói cậu ta lại, càng dãy giụa nó càng thắt chặt hơn. Sau khi đã khống chế cứng yêu hầu, Quang Mục Thiên Vương liền xuất thủ. Sau đó đánh ra một đòn cực mạnh vào người Tôn Ngộ Không khiến cậu ta bay đi. Nhìn toàn cảnh, thiên cung bây giờ đã bị đập nát tả tơi, chẳng khác gì bãi chiến trường đổ nát. Mấy tên kim cang lập tức lao tới tấn công. Cứ tưởng Tôn Ngộ Không sẽ bị ăn một tả hành vào mặt, vậy nhưng tiểu tử này lại lươn lẹo hơn dự tính. Cậu đột nhiên thoát ra khỏi tấm lưới do mỉa mày, chỉ bằng mấy con trùng nhỏ này cũng mơ tưởng về khốn được mình. Sau khi đổi lui hai tên kim cang to sắc, cậu liền rõ ràng tuyên bố. Đám người các người ở thiên giới bắt loạn ám hồn là tầm bậy hết, bản thân Đế Thích Thiên mới chính là thủ lĩnh ám hồn. Lời này được thốt ra lập tức khiến cả đám bên dưới hoảng hốt, đồng thời thắc mắc, không rõ rốt cuộc là thật hay là giả. Vậy nhưng thay vì tin tưởng Tôn Ngộ Không thì bọn họ vẫn đặt niềm tin vào Đế Thích Thiên. Sát Tâm Quan Âm nghe vậy cũng chủ động ra mặt, cho rằng cậu quá làm càn rồi, nên hắn lập tức lấy ra bảo bối Linh Lung Bát Tuyệt Kính giam giữ cậu vào bên trong. Thành công thu phục yêu hầu, Sát Tâm liền giao cho Đế Thích Thiên xử lý. Đế Thích Thiên vui mừng, cuối cùng thì tên tiểu tử này vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Sát Tâm lên tiếng, bây giờ đã hàng phục được yêu hầu, quân đội và chiến thuyền còn lại chờ chỉ thị rút lui. Đế Thích Thiên nghe xong cảm khái, cho rằng Sát Tâm Quan Âm thực sự không hổ là hộ pháp xứng chức nhất thiên giới. Có hắn ở đây, bất cứ chuyện gì cũng không cần lão phải phiền não. Quả thực là không ai có thể thay thế được hắn. Vậy nhưng mà chuyện rút lui thì không cần phí tâm nữa. Chiến thuyền của thiên giới toàn bộ đã bị lão trừng dục, bọn họ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Quang Mục Thiên Vương nhanh chóng cảm thấy những chiến thuyền này có gì đó khác lạ, mà Sát Tâm cũng nhận ra có gì đó không đúng. Đế Thích Thiên lại nói tiếp, bản thân lão muốn gây dựng lại thiên giới mới, thiên vương mới, thần tướng, kim cang đều sẽ sinh ra từ bóng tối. Nói tới đây, những người trên chiến thuyền cũng trực tiếp lao xuống bên dưới. Bọn họ lần lượt là ám ảnh thần tướng, thiên dị tình, ám ảnh thiên vương, địa sát tình, ám ảnh thiên vương, địa cuồng tình. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Quang Mục vô cùng bất ngờ, lý nào lại như vậy, ám hồn vậy mà lại có thể nghênh ngang xuất hiện trên thiên giới. Lão kêu gọi Côn Sa Môn Thiên chuẩn bị nghênh chiến. Đáng tiếc rằng Côn Sa Môn Thiên cũng là người của ám hồn. Đế Thích Thiên lại phát biểu, ám hồn trong quá khứ vẫn luôn là chuyện thiên giới căm hận tới xương tủy. Vậy nhưng mà thời thế thay đổi rồi, thiên thần cũng có thể có diện mạo mới. Nói rồi, lão cũng bộc lộ rõ bộ dạng thật của mình, sau đó tuyên bố lấy danh xưng ám ảnh thiên đế, sáng tạo thịnh thế mới cho thiên giới. Rất nhanh, bóng tối đã bao trùm ra khắp thiên cung. Tới đây thì đám thiên binh mới nhận ra những gì Tôn Ngộ Không nói là chính xác.
những người có ham muốn, có thất tình lục dục lập tức bị luồng khí tức hắc ám làm ảnh hưởng và đi theo phe ám hồn. Để Thích Thiên quay về phía Sát Tâm khuyên giải, hắn vẫn có thể tiếp tục làm việc cho lão. Tỷ nữ thân thiết nhất của Sát Tâm cũng chạy ra cầu xin, nàng thực sự rất thích hắn. Chỉ cần hắn trở thành bóng tối như bọn họ, vậy thì nàng sẽ có thể ở bên cạnh Sát Tâm đại thần mãi mãi. Nàng hy vọng hắn đừng phản kháng, cùng xa đọa với nhau đi. Sát Tâm nghe xong liền thở dài, đồng thời cất giọng nói dõng dạc. Đã từng có một thời gian hắn nghi ngờ Như Lai. Như Lai thường hay nói, chức trách của thiên thần chính là bảo vệ chính đạo thế gian. Chính đạo chính là một loại giá trị không thay đổi theo thời đại. Cho dù mây đen đôi lúc che khuất bầu trời, vậy nhưng những thứ đen tối không thể thay đổi thành trắng. Đây là giá trị và tín niệm không đổi trong lòng mỗi một thiên thần. Ám hồn chính là loại không có phẩm cách. Nghe được những lời đó, đám binh sĩ lẫn Quang Mục Thiên Vương liền vui mừng, sĩ khí lần nữa tăng lên. Đế Thích Thiên cảm thán, kết cục của phản đồ chống lại lão chính là bị thành trừ. Lời vừa mới dứt, tất cả ám hồn đều đồng loạt động thủ. Đám thiên binh thế vệ cũng hô hào cùng nhau thể sống thể chết bảo vệ chính đạo thế gian. Đáng tiếc là thực lực bọn ám hồn này quá mạnh, còn phía thiên thần, những người có thực lực mạnh đều đã bị nhốt vào đại lao và bị trôi giạt ra bên ngoài thiên ngoại thiên. Trận chiến này chẳng khác nào là một trận đồ sát, thiên chúng chết như rơm rạ, thế cục hoàn toàn nghiêng về phe ám hồn. Kẻ bước ra khiêu chiến của Mục Thiên Vương là tên Địa Sát Tinh, ở nơi khác mấy tên Kim Cang cũng bị bao vây. Bất kể bên ngoài xảy ra một trận gió tanh mưa máu thì Sát Tâm vẫn giữ được bộ mặt điềm tĩnh. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện tên Thiên Cang Tinh đánh lén, chỉ có điều Sát Tâm sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhanh như chớp biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác. Lần trước Thiên Cang Tinh bị đánh cho sấp mặt, cho nên lần này hắn vô cùng sốt ruột muốn báo thù. Hắn lập tức lao tới, định băm vị đại thần này thành trăm mảnh. Đáng tiếc là chưa kịp làm điều này thì đã bị Kim Cô Bồng đánh bay đi. Tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, chuyện Tôn Ngộ không bị trấn áp, hoàn toàn là đang biểu diễn mà thôi. Mục đích chính là dụ Đế Thích Thiên hiện nguyên hình. Rất nhanh sau đó, thân hình Tôn Ngộ không lại xuất hiện, cổ sóng giặc nói ra lai lịch của bản thân. Sau đó thì tập phim khép lại, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần tới.